ở hết trơn á, mà cỏ nó trùm lên cái cổng này, bìm bìm đồ nó leo lên. Trời ơi. Ủa, Thạnh Mỹ Lợi gì ha? Phải, đúng rồi, Thạnh Mỹ Lợi. Đó, mấy gốc cây nè. Chiếc xe này là hư luôn. Khu này biệt thự không á. Cỏ này mọc tùm phía trong. Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Bây giờ là 4 giờ kém 10 phút rồi, chiều ngày 3 tháng 9 năm 2024. Em đang ở con đường Mai Chí Thọ hướng đi về ngã ba Cát Lái với con đường xa lộ Biên Hòa năm xưa, cầu Rạch Chiếc. Sau lưng của em sẽ về hầm sông Sài Gòn. Em xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn có một buổi chiều tràn đầy niềm vui, thật là nhiều điều thú vị, và một cái tháng 9 thật là may mắn, thành công và thuận lợi trong công việc. Phía trước đây là ngã ba với con đường Trần Quý Kiên. Em đang ở Mai Chí Thọ và tìm cái hướng đi về quận 7, thì thay vì phải đi ngược vào hầm sông Sài Gòn, quận 4, Nhà Bè, thì em sẽ đi cái hướng phía trước này, quẹo phải qua con đường Trần Quý Kiên và đi vào cái khu biệt thự của đảo Kim Cương, qua cái cầu thời đại đó, rồi chúng ta đi mon men ra cầu Phú Mỹ, chúng ta về quận 7 cũng được nha. Và trời Sài Gòn hôm nay buổi chiều thì có mưa nhẹ thôi, rồi âm u như thế này. Ở đây cô bác anh chị thấy là người ta cấm xe khách đó, xe khách, xe giường nằm đó, cấm đậu và cấm dừng luôn từ 6 giờ tới 22 giờ đó. Và điều đó cho thấy là ngày hôm nay xe khách giường nằm người ta dồn vô bến, chứ còn mà những cái bến cóc ở ngoài đường đón xe, đón người ở ngoài đường là bị công an phạt dữ lắm. Người ta đặt bảng cấm dọc theo đường Mai Chí Thọ này. Tất nhiên từ 22 giờ trở đi cho đến 6, 5 giờ 59 phút sáng thì cô bác anh chị dừng đậu thoải mái để đón khách. Chính vì vậy mà người ta hay đi cái tầm 2, 3 giờ sáng, 4, 5 giờ sáng ra đây, người ta lên xe giường nằm, người ta chạy thẳng luôn đi về các tỉnh thôi. Và chờ cái khung giờ sau 22 giờ cho tới trước 6 giờ thì cả trong nội thành Sài Gòn cũng có xe giường nằm vào được luôn. Cho nên đi tranh thủ giờ đó thì chúng ta khỏi phải đi xe trung chuyển đó. Rồi, em mời cô bác anh chị chạy về phía trước, em quẹo phải vào con đường Trần Quý Kiên và đi qua cái cầu có tên là cái cầu thời đại, đi tới cái vùng đất có tên là đảo Kim Cương, nghe rất là hoành tráng luôn ha. Cầu thời đại đảo Kim Cương đó, nghe cái là muốn là thấy mình giàu rồi đó. Có căn nhà bên đó là thấy mình giàu, mà thật sự ngày hôm nay ai có nhà bên đó thì là giàu thiệt đó. Em gọi phải nha, ở đây có cái chữ Bình Khánh Phai Nai nè. Bình Khánh Phai Nai ở bên này, buổi tối không biết là có cái khu ăn chơi nào hay không, cũng lâu rồi em không có đi về cập nhật bên này. Đây là đi qua cái cầu thời đại đây. Bên trái có cái nhà hàng Phúc Gia ẩm thực Trung Hoa đó. Bên này thì có cái làng biệt thự mới ngày hôm nay, chứ không phải là biệt thự cũ ngày xưa như là trước năm 75 đâu. Ồ, ở đây có một cái nhà hàng La La Land ở Bình Khánh Bài Này là ở đây á ha. Đó, bây giờ người ta mở tùm lum hết cũng nhiều. Chiêu House Bình Khánh
Em mời cô bác anh chị đi về cái cầu thời đại nha. Đường này mưa to ngập ghê lắm. Nhìn con đường nước đọng như thế này là mình thấy nó ngập rồi. Bên kia là cái khu dân cư đảo Kim Cương đó, mấy cái chung cư bên tay trái của em đó, trên cái cầu đó là cái vị trí của đảo Kim Cương. Bên này thì nhà người ta xây toàn là biệt thự không, làm như là một người xây biệt thự, người kia mà xây nhà bình thường đó là không được đó, kiểu vậy đó. Cho nên là cứ ông này biệt thự, ông bên cạnh biệt thự, ông này bự thiệt, ông bên cạnh cũng bự thiệt luôn, ông bên này vali thì ông bên kia là villa. Cọ lắm. Khu dân cư đảo Kim Cương bên tay trái của em nha. Và trong đó nó có cây xanh cũng nhiều nè, rồi sông nước hữu tình. Tối tối ngoài này thì có một vài cái quán ốc lúc trước em thấy cũng rất là đẹp. Không biết bây giờ khách khứa như thế nào. Hôm nào chắc là đi buổi tối. Và đi thẳng cái con đường ven con sông này á, thì cô bác anh chị sẽ đi về cầu Phú Mỹ luôn đó. Con đường này là một con đường khá là đẹp và nó cũng thông thoáng mát mẻ lắm, cây cối nhiều. Đó, bên tay trái của em là những cái nhà liền kề mặt tiền để nó che chắn cho những cái căn villa ở phía sau. Thì em đi hướng này em mời cô bác anh chị đi vô cái làng toàn biệt thự. Đó, và có những cái biệt thự người ta cho thuê cũng khá là lâu rồi. Chưa có thuê được một vài năm rồi. Công nhận là bên này người ta xây lên cho thuê nhiều nhưng mà toàn là biệt thự không. Và cái thời kỳ phục hưng của bất động sản em nghĩ là chưa có đến, chưa có phải lúc này. Nó vẫn còn rất là ảm đạm nha. Mặc dù những cái giao dịch về ở chung cư rồi nó vẫn có, bởi vì cái nhu cầu thật của người ta. Và dạo này thì nhà cửa cho thuê bán nhiều quá cho nên người ta cũng giảm đi một chút những cái biệt thự, những cái khu nhà đắt đỏ đó, nhưng mà nó không thấm vào đâu và nó vẫn chưa có thể vực dậy được cái lĩnh vực bất động sản này. Ví dụ như ở đây thì cô bác anh chị đã thấy có một cái căn rất là to như cái lâu đài. Thật ra nói to to vậy chứ so với mấy cái căn đất của ngày xưa, mấy căn villa cổ ngày xưa thì đất không có rộng bằng. Tuy nhiên thì ngày xưa người ta xây nhà, người ta để cây xanh rất nhiều, khuôn viên cây xanh rất nhiều. Ngày hôm nay thì người ta xây hầu như là xây hết, đất chật, đất dở chật. Người ở đông quá trời, không có đất để ở. Bây giờ ai mà làm vườn cây xanh cho nhiều. Đây là bia hơi Hà Nội. Đó, bia hơi Hà Nội, quán này là quán Lục. Bia này là hơi hơi Hà Nội thôi nha, chứ không phải là bia Hà Nội thiệt đâu. Đó, một vài cái căn villa ở đây. Chỗ nào villa villa, còn chỗ nào bãi rác thì nó vẫn là bãi rác. Trời ơi. Ở đây thì là cái khu quán nhậu, quán ốc, quán ăn rồi ha. Bắt đầu tối tối nếu mà trời không mưa thì người ta sẽ ngồi như thế này ra ngoài sảnh luôn. Đây cô bác anh chị sẽ nhìn thấy cái gọi là cái không gian của quán
nó khá là rộng rãi, người ta trải cái thảm cỏ bằng cỏ nhân tạo đó, sân đá banh đó, rồi người ta bày ghế như thế này. Mưa thì không thuận lợi lắm, chứ mà trời nắng mát mát thì rất là chill ha. Ngày hôm nay các bạn trẻ gọi rất là chill. Đây nữa này, đây cũng là những cái quán ngoài trời dạng như vậy đó, lộ thiên đó. Rồi ở đây em sẽ chạy xuống dưới một vài cái khu đất trống, vẫn còn khu đất trống nhiều đó. Các cái khu đất trống như thế này người ta cũng xây biệt thự xen kẽ với nhau. Đất này người ta rào lại khuôn viên để cho thuê hoặc bán. Đất này đất có chủ hết chứ không phải là đất để không đâu. Chẳng qua là người ta không có làm lưới, làm khuôn viên nên mình thấy nó tùm, mà trời ơi người ta cấm bạn quá trời đây này, không? Cấm bạn này, đó, bán đất này. Mấy cái bạn này là thấy toàn là bạn mới không ấy chứ. Hướng này là đi ra đường Đồng Văn Cống. Ở dưới đường cô bác anh chị thấy không? Toàn là số điện thoại đâu không à. Đó. Đất trống này. Cấm bạn bán đất bán nhà đồ quá trời này. Đó. Em đi qua đây nha, qua cái con đường bên trong này. Là cái nơi để đậu xe này. Ôi trời. Đó, quá trời luôn mấy gốc cây này. Khu Thạnh Mỹ Lợi gì ha? Phải, đúng rồi, Thạnh Mỹ Lợi. Đó, mấy gốc cây nè. Chiếc xe này là hư luôn. Đó. Ở đây là cái bồn binh nho nhỏ. Có cái nhà ở đây thôi. Này buổi tối cũng buồn ha. Thôi em đi quay ra nha. Bán đất rồi tứ lung tung vẹn hết. Ngoài này giống như là một cái khu nghỉ dưỡng á, vùng ngoại ô á. Người ta vùng ngoại ô có căn nhà tranh chứ này à. Vùng ngoại ô tôi có căn biệt thư. Căn biệt thự á. Có những căn to như cái lâu đài. Đó. Lâu đài. Đây có một cái quán này người ta cũng đóng cửa rồi ha. Rồi em đi hướng này nha. Đây khu nhà đang hoàn thiện. Này giống cái nhà cũ người ta gọt lại quá. Để người ta xây dựng quán phá gì đó. À. Mấy cái biệt thự. Nhìn cái cổng là thấy hoành tráng rồi.
Đây là quán nhà ha, đặc sản Ba Miền. Cái quán ở cái góc này, đặc sản Ba Miền. Trên này là một, bên này là một cái lâu đài đó. Dạng như lâu đài đó. Bán đất bán nhà đồ quá trời. Lâu đài này đẹp. Đây, chỗ người ta bán đất đây. Bán đất chính chủ rồi. Đó. Cái nhà này nhìn nó ngộ ngộ ha, có khảm con rồng đổ trên kìa, cái mặt con rồng. Ngoài này nước đồ động tùm lum hết trơn á. Đó, biệt thự bao la luôn. Bán mà không được là nợ bao vây luôn. Nhiều khi người ta có tiền người ta xây người ta bỏ đó, không chẳng có bán buôn gì. Rồi em đi thẳng nha. Quá trời. Em quẹo trái ơi, theo cái đường thẳng này là chúng ta đi về cái khu cầu Phú Mỹ được nè. Chút xíu em đi đường này em về luôn. Bây giờ thì em sẽ quẹo trái qua bên này nha. Đó, bán đất bán nhà. Đất trống người ta bán. Mình để mấy cái tôn gió nó bạc hay sao á, nó sủi lơ hết trơn. Villa biệt thự kìa. Ở đây mấy căn này đang cho thuê. Nhà này là một lô, nó giống giống nhau nha. Đó, cho thuê này. Bên trong là chưa có nội thất, chưa có làm gì hết. Mấy cái khu này là cái hồi trước em cách đây vài năm là em đi quay là người ta còn xây. Người ta còn xây, bây giờ thì như thế này. Đó. Giờ thì xong rồi nhưng mà chưa ai ở một vài năm gì rồi đó. Đó. Em zoom lên để cô bác anh chị thấy cái kiến trúc nhà nha. Như thế này. Mấy căn này là giống nhau đó. Cùng, chắc cùng một chủ đầu tư. Cùng một đơn vị thiết kế, thi công luôn. Cỏ nó mọc này. Tiếc hùi hụi ha. Trời ơi. Biệt thự bây giờ cỏ nó mọc tùm. Tiếc gì đâu tiếc. Làng biệt thự bây giờ là làng cỏ mọc. Đó, bên kia có mấy căn nữa. Em chạy vòng vòng qua. Đó. Cỏ mọc tùm. Mấy căn này á, là giống nhau luôn đó. To ghê. Ngoài này nhà ai cũng nuôi chó, mấy con chó bẹt dê rồi. To to không? Đó, bên này nè, không. Mấy cái nhà này là chưa có ai ở hết trơn á, mà cỏ nó
trùm lên cái cổng này, bìm bìm đồ leo lên. Trời ơi. Quá trời cỏ cây mọc um tùm luôn. Sinh thái ha. Làm nhà sinh thái nè. Mấy nhà này ở đây là đang bán cho thuê. Rồi em đi ra nha, phía trên này còn mấy căn nữa đó, nguyên mấy căn giống nhau nè. Có số điện thoại liên hệ đó, cô bác anh chị có ai có nhu cầu làm căn ở đây không? Mấy căn này em biết mấy chục tỷ, để em coi thử coi. Lấy điện thoại ra coi thử coi người ta có đăng bán không. Gọi là Thành Mỹ Lợi phải không? Ở đây là Thành Mỹ Lợi. Mời cô bác anh chị đi tiếp nha. Vừa đi vừa coi cũng được, chứ đứng một chỗ coi cũng chán. Giá giảm so với một năm trước là 21%. Cái căn này là chưa có ai ở, chưa có ai mua hết. Và cỏ thì mọc ở chổng rồi. Đây, nguyên một dây đây. Chưa thấy căn nào giống như mấy căn này. Trời, 80 tỷ ha. 300 mét vuông, đơn lập 80 tỷ, cũng gần giống như vậy. Ba mươi một tỷ cũng có nè. Đó, mấy cái nhà này ở đây thì em thấy là khá là nhiều cỏ cây ở bên trong. Giá cũng giảm nhiều rồi mà cũng có thấy ai mua đâu. Cỏ mọc một dây luôn nha. Một dây ở đây là cỏ mọc tùm. Đó. Rơi vào cái cạnh nè. Xây xong để đó nữa. Không có một ai ở luôn. Tương lai giống như những cái khu biệt thự hoang vế kia không ai ở tiếp. Đó. Kiến trúc ở đây như thế nào thì cũng tùy cô bác anh chị có thể tự mình cảm nhận. Tại vì nó liên quan tới thẩm mỹ. Có người thấy đẹp, có người lại thấy xấu. Căn này là căn khác, có người ở rồi. Đó, chủ nhà người ta xây người ta ở chẳng hạn. Thì nó khác. Còn mà mấy căn lô lô giống nhau, dạng chủ đầu tư ta xây lên đi ta bán thì nó lại khác. Đất trống rồi còn nhiều lắm. Ở đây là phía sau này. Mấy căn lúc này mà nằm phía sau á. Cỏ mọc tùm kia.
cổng rồi gì là cỏ không. Hay mấy căn nè. Trời ai mà cũng giàu quá, xây quá trời nhà. Bỏ đó luôn. Đây nữa. Khu này biệt thự không á. Đó, cỏ này. Mọc tùm phía trong. Ở này kiến mật khoáng lên cắn chết. Đó, sát bên cái khu biệt thự thì có một cái chòi. Bên này lại thêm một căn nữa. Như đất người ta cũng nằm rải rác, người ta xây này. Xây như thế này rồi bỏ như thế này luôn. Những căn giống nhau, nhìn cái là cô bác anh chị biết liền ha. Biết liền. May là mới xây có vài năm, nhìn nhà nó cũng còn mới. Chứ để đây tầm khoảng vài ba năm nữa, nhìn cái nhà nó cũ, bắt đầu nhìn nó ghê. Rồi em quay xe ra theo hướng này đi ha. Theo hướng này. Đây là đích thị là cái làng biệt thự luôn. Nước ngập. Quẹo ra bên máy tay phải là chúng ta đi về. Đi về cái khu vực cầu Phú Mỹ cũng được nha. À, cầu Phú Mỹ cũng được. Em đi một chút ở trong này nữa thôi. Rồi la ra ngoài cầu Phú Mỹ đi về. Hình như là mấy cái đường bên kia cũng có thể đi được đó. Em quẹo phải này. Có thể đi ra được cầu Phú Mỹ. Ở đây xây cái biệt thự xong mà nhìn mấy cái đường thấy chán ha. Nhìn đường nó không có được sạch sẽ. Không có được đẹp, đường nó nham nhở. Ta còn xây nhà cũng nhiều lắm, như cái đường phía trước em đang thấy đó là hầu như là nước không luôn, đi không được. Đó. Nước không luôn, đi không được, có con chó mà mang con chó này nó nhỏ nên là cũng đỡ sợ. Mấy con chó nó lớn là mệt lắm. Đó, người ta còn xây này, mấy nhà này thì nhỏ thôi, không có to lắm. Ở đây là người ta dựng mấy cái láng tạm bợ như vậy để người ta thợ đó. Thợ người ta ở thôi. Đây, em quẹo bên tay phải này là đi ra hướng cầu Phú Mỹ này. Trời chiều rồi. Đó, ra phía ngoài này chúng ta quẹo trái là chúng ta sẽ đi ra hướng lên cầu Phú Mỹ. Em quẹo trái ở đây nha. Ở bên kia còn có một khu biệt thự đó. À, em thấy nhà ngói ngói màu đỏ đỏ đó. Toàn là biệt thự không à, khu Thành Mỹ Lợi này á.
mang tiếng khu tái định cư chứ em thấy toàn là biệt thự đồ không, đã lắm. Nhưng mà nhìn thì nó cũng hơi vắng, với đường xá còn xấu. Theo đường này thì chúng ta đi ra cầu Phú Mỹ luôn nha, lên hướng cầu Phú Mỹ. Cái đường nó gọi là con đường Vành Đai hay sao, cũng hướng về khu Võ Chí Công rồi. Những cái con đường ở phía trong này á, thì thường mình nghĩ là chạy thoải mái lắm ha, không có cảnh sát giao thông nào đâu, nhưng mà thật sự ra mấy anh cảnh sát giao thông cũng hay lắm đó, anh ở trong này nhiều lắm, nhưng mà anh chạy vô trong này mà anh đứng, cho nên chạy xe là chúng ta phải đi cứ đúng thôi, quy định mà đúng mà đi thôi, chứ đừng có nghĩ mấy cái khu vắng vắng thì không có cảnh sát rồi gì chạy ẩu là người ta phạt đó. Chiều ở ngoài này thì được cái nhìn nó không có đông đúc xe cộ, không khí nó cũng còn là thông thoáng. Đó, ở đây có một cái giống như một cái quán sinh thái gì đó, bây giờ người ta cũng đóng cửa đây này. Hàng quán đầu tư thì nhiều tiền, chứ khách khứa chỉ cần khoảng vài ba tháng người ta không có vô một cái là thấy đóng cửa liền, trụ đâu có nổi đâu. Đầu tư tiền tỷ không, chi phí một ngày cho tới hàng chục triệu đồng, trăm triệu đồng. Vương quốc cá cảnh, Koi Kingdom, khu vực vườn koi, cá koi đó. Cái nhà này cách đây một năm em tới người ta còn xây này. Hôm nay người ta xây xong rồi, nhưng mà đến nỗi cả cái bậc tam cấp người ta cũng không có hoàn thiện, bỏ đi đâu hết luôn. Em đi hướng này ra cầu Phú Mỹ, hình như cái con đường mà đi ra thì nó có hơi xấu chút xíu nha. Thôi chắc là em cũng chuẩn bị tạm dừng cái clip của mình thôi nha. Ra cái khu vực vắng vắng đó, theo cái đường này, mon men cái đường này là chúng ta đi ra cầu Phú Mỹ luôn. Cái cầu thì ở xa xa có mấy cái cây nó nhô nhô lên đó. Đó, chỗ này thì em có quay một lần rồi. Khu này, khu xóm này nó đang sắp tới cũng giải tỏa hay sao, một dạng cái khu xóm lụp xụp, nhưng mà đất ở đây là đất vàng đó. Nhà đầu tư người ta nhắm tới hết rồi, mai mốt ta lấp ta xây nhà thôi. Thôi em xin tạm dừng các clip ở đây nha. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn các cái clip sau. Và một lần nữa cũng không quên kính chúc cô bác anh chị và các bạn một ngày tràn đầy niềm vui, bình an và thật nhiều sức khỏe. Nếu cô bác anh chị chưa đăng ký thì nhớ đăng ký ủng hộ Sài Gòn Hôm Nay, cũng như là nhận được những clip mới mỗi ngày trên kênh. Em xin cảm ơn cô bác anh chị và các bạn rất là nhiều. Bye bye.